Tiếp nối tập trước, tôi đi ra khỏi tòa nhà, đi ra đường phố bên ngoài, nghĩ nên đi đâu tìm vũ khí dễ dùng hơn, thuận tiện hơn. Dọn dẹp xong hai zombie chắn đường, mới cảm thấy bụng có chút đói. Quay đầu vừa hay nhìn thấy bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi, liền chuẩn bị đi vào tìm chút đồ ăn lấp đầy bụng. Chỉ là không biết bên trong còn dư lại bao nhiêu thức ăn. Đi vào liền thấy không hỗn loạn cho lắm, hẳn là không có bao nhiêu người sống sót đi vào đây. Có thể là bởi vì có hai zombie chán ở cửa, làm cho những người sống sót chùn bước, cho nên mới có thức ăn còn sót lại. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì người đi vào tìm thức ăn đều biến thành zombie. May mắn thay, tôi tìm thấy rất nhiều thứ để ăn trên kệ bên trong. Sau đó tôi tìm kiếm những thực phẩm có hàm lượng calo cao chống đói để ăn. Ngay khi tôi đang ăn, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Sau đó ngạc nhiên khi thấy một cô gái trẻ bước vào, trong tay vẫn còn bế một em bé. Xin chào, có thể cho tôi một ít thức ăn được không? Con gái tôi đã nhịn đói 2 ngày rồi, nếu không ăn chút gì thì sắp không trụ được nữa. Cầu xin anh, có được không? Đây là một thế giới tàn khốc, phụ nữ yếu đuối vốn nên ở nhà hưởng phúc, mà nay lại đều ôm con ra ngoài kiếm ăn. Mặc dù tôi không phải là một người tốt, nhưng tôi không thể nhẫn tâm đứng nhìn hai mẹ con chết đói. Đây không phải cửa hàng tiện lợi tôi mở, bây giờ nó vô chủ, cô muốn ăn cái gì thứ tự lấy đi. Cô ấy vừa nghe tôi nói xong, liền lập tức cao hứng phấn chấn cầm các loại thức ăn điên cuồng ăn, xem ra thật sự đang rất đói. Chờ sau khi cô ấy và con gái đều ăn uống no đủ, trải qua nói chuyện mới biết được, thì ra cô ấy chính là Thúy Hoa ở trên lầu. Từ mấy ngày trước chồng cô ấy ra ngoài tìm thức ăn, cũng không thấy trở về nữa. Điều này làm cô ấy rất lo lắng tuyệt vọng. Cũng may, hôm nay vừa vặn nhìn thấy tôi đi ngang qua, cô ấy ở trên lầu kinh ngạc phát hiện tôi rất thoải mái giết chết mấy zombie khiến cô ấy cảm thấy rất đáng sợ. Sau đó nhìn thấy tôi đi vào cửa hàng tiện lợi, cô ấy liền biết mình và con gái có thể đã được cứu. Vốn dĩ cô ấy không có can đảm ra ngoài, nhưng vì để con gái có thể sống sót, cô ấy cũng chỉ có thể mạo hiểm tính mạng ra ngoài. Đây chính là tình mẫu tử sao? Thật vĩ đại, một tình mẹ khiến tôi rất cảm động. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó liền nhìn thấy có hai người đàn ông xa lạ đi vào. Thiết Trụ, Tiểu Cường, cuối cùng hai người cũng trở về, sao lại không thấy chồng tôi đâu? Chẳng phải anh ấy đi ra ngoài tìm thức ăn cùng hai người sao? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Mọi người mau nói cho tôi biết. Chị Thúy Hoa, chị đừng kích động như vậy, chồng chị không có chuyện gì. Chúng tôi ở bên ngoài tìm được không ít thức ăn, vừa trở về chồng chị đã nóng lòng mang về nhà rồi. Đợi lát nữa chị quay về là có thể nhìn thấy anh ấy. Thật sao? Tốt quá rồi. Đúng rồi, sao hai người lại đến đây? Tôi và Tiểu Cường cũng vừa định về nhà, liền kinh ngạc nhìn thấy chị đi vào cửa hàng tiện lợi. Trước kia nơi này có rất nhiều zombie, ngay cả chúng tôi cũng không dám tới đây. Chúng tôi có chút lo lắng về sự an toàn của chị, liền đi theo. Cảm ơn các anh quan tâm tôi, để hai người mạo hiểm rồi. Tôi về nhà trước, nếu không chồng tôi về nhà, không tìm thấy tôi và con gái sẽ rất lo lắng. Chị Thúy Hoa, đừng nóng vội, chờ một chút chúng tôi sẽ đưa chị về. Tiểu tử thối, ngươi là ai? Cửa hàng tiện lợi này là bọn ta nhìn thấy trước, sao ngươi dám đến ăn cắp thức ăn? Ai nhìn thấy trước là của người đó sao? Ngươi muốn cướp thức ăn thì cứ nói thẳng, đừng tìm những cái cớ không có tính thuyết phục này. Mau bỏ thức ăn và vũ khí trên người xuống, bọn ta có thể cho ngươi sống sót rời đi, nếu không cũng đừng trách bọn ta không khách khí. Hai người đang làm gì vậy? Vừa rồi nhờ vào anh ấy, mẹ con tôi mới không bị chết đói. Tiểu Cường, trên người cậu làm sao có vũ khí của chồng tôi? Chồng chị ở bên ngoài tìm được vũ khí thích hợp hơn, liền đem thanh đao Nhật Bản này đưa cho tôi. Cậu lừa tôi, đây là thanh đao Nhật Bản mà chồng tôi đã bỏ ra không ít tiền riêng trước khi zombie bộc phát mới mua về được. Bình thường ngay cả tôi sờ một chút cũng không cho, anh ấy tuyệt đối không thể đưa cho người khác. Vừa rồi tôi đã nói với cậu, không nên mang theo thanh đao này tới đây, cậu lại không tin, bây giờ hỏng việc rồi. Có quan trọng gì, cho dù không lừa được cô ta cũng đánh không lại hai đại nam nhân chúng ta. Ý cậu là sao? Các người muốn làm gì? Chuyện quái gì đang xảy ra với chồng tôi vậy? Nếu cô đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta sẽ mở lòng từ bi nói cho cô biết. Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát. Lúc bọn ta ra ngoài tìm thức ăn, gặp được một nữ nhân xinh đẹp, ta cùng Thiết Trụ liền muốn cùng cô ta nói chuyện thân mật. Kết quả người chồng chết tiệt kia của cô lại muốn nhúng tay cản trở bọn ta, để cho nữ nhân kia chạy trốn. Còn nói bọn ta giống như là cầm thú chưa từng thấy qua nữ nhân. Hắn mỗi ngày có được người vợ xinh đẹp như cô ở bên cạnh, đương nhiên sẽ không hiểu được cảm giác của những người độc thân mấy chục năm như bọn ta, còn suốt ngày phát cơm chó trước mặt bọn ta. Đúng là thằng hai hộp sữa.
thằng không hợp nào, bọn ta đành phải để cho hắn thấy thế nào gọi là sự phẫn nộ của cậu độc thân, sau đó liền đưa hắn cho zombie ăn. Ấn like và theo dõi để xem tập tiếp theo nha các bạn.